Đến giờ đón em Cam đi học về rồi đấy. Đội mũ bảo hiểm vào nào. Người chưa? Ui may mà cái mũ này nó chưa rách đấy. Cậu đội cái mũ đấy đi đường mà gặp tai nạn thì nguy hiểm lắm. Phải đội nón bảo hiểm như tớ đây này. Đấy, tớ ngã nhưng mà đầu có bị làm sao đâu. Mỗi đau chân mới đau tay thôi. Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Nè, mau phụ tớ dựng cái xe đấy đây nào. Ôi giời ơi, xe có làm sao không? Xe này á, tớ mới mua đấy. Mà hỏng á thì tớ bắt đền. Xe này của cậu có bị làm sao đâu. Thế nhưng mà chết rồi, xe của tớ đâu nhỉ? Hai cái dép đây. Thế còn cái xe đâu mất rồi? Quay lại nhỉ, xe của cậu đâu rồi? Chết rồi, mất xe rồi. Ôi trời ơi, xe của cậu đằng sau cơ kìa. Đằng sau nào mà đằng sau? Ui, sao cái xe của tớ nó lại đi bay lên hàng rào như thế này? Tất cả là tại cậu ấy. Đi nhanh quá, cái xe nó bay cả lên hàng rào này. Ra để tớ lấy xuống cho nào. Ôi, xe gì mà trèo cao thế này. Nặng thế. Nhưng mà cái bánh xe nó đâu rồi à cậu? Xe của cậu đi kiểu gì mà lại không có bánh xe thế này. Ui dồi ôi, lòng ra lòng lẻo. Như kiểu là nó sắp rụng ra tới nơi đấy. Vừa lúc nãy tôi đi vẫn còn đủ hai bánh cơ mà, sao bây giờ lại bị mất một bánh nhỉ? Tại cậu đấy, tớ bắt đền cậu đấy. Bây giờ cậu đâm vào xe tớ cho nên xe tớ bị hỏng rồi đây này. Thế nhưng mà một cái bánh xe nó đâu rồi? Chó Mịch đi tìm bánh xe đi xem nào. Chó Mịch tìm được cái bánh xe rồi kìa. Xe một nơi mà bánh một nơi các cậu ơi. Bây giờ làm thế nào để lắp cái bánh này vào cái xe của tớ bây giờ? Ui, mẹ còn phải đi đón em Cam nữa. Thì lắp vào thôi chứ làm thế nào. Đây, lắp vào đây này. Bánh phải lắp bên dưới này chứ cậu. À, ở bên dưới này. Đây, lắp thế này này. Đây, thế là xong chiếc xe rồi đây này. Để tôi đi cho mà xem. Đi. Thế này không được rồi Trang ơi. Cái này nó hỏng rồi. Cái này mà muốn lắp vào, mà muốn đi được ý, thì mình phải sửa nó đi. Mà phải có cái bộ dụng cụ sửa cơ, sửa xe ấy. À, tớ nhớ ra rồi. Ở nhà tớ có một bộ đồ sửa chữa đây. Hay để tớ mang ra đây, cậu sửa giúp tớ nhá. Để tớ còn đi đón em Cam nữa. Bộ sửa chữa đây rồi nhím ơi. Cậu xem những cái thứ ở trong bộ này có giúp được gì cho chiếc xe đạp của tớ không? Đâu để tớ xem nào. Cái này là cái gì đây? Một cái điều khiển. Cái này phải lắp thành một cái kệ quá. Phải lắp thành một cái kệ á. Trước khi mà mình sửa được cái xe này ấy, mình phải lắp cái này thành một cái kệ đã. Để còn có chỗ để đồ mấy cái ốc vít với cả dụng cụ sửa chữa đây này. Để tìm cho dễ đúng không cậu? Đúng rồi. Thế thì bây giờ chúng mình lắp ghép nó lại đi. Lắp thành một cái kệ trước. Hình như đây chính là cái chân kệ hay sao cậu ơi? Đây tôi biết rồi. Đấy. Đấy, chúng mình sẽ duỗi cái đây ra làm thành hai chiếc chân này. Kéo cái này ra này. Đấy. Rồi. Lắp vào thành một cái bàn luôn. Để chỗ này nó chắc chắn. Rồi được rồi đấy. Sau đó mình sẽ lắp cái này vào. Làm thành một cái bàn. Cái thanh này lắp lên vào đây. Rồi. Thế xong rồi. Cái này lắp vào đâu nhỉ? Cái này chính là cái chân bàn đấy cậu ơi. Đây này, chúng mình sẽ kê xuống dưới này để cho cái bàn chắc chắn hơn.
Đấy. Còn cái này, cái này mình sẽ cho vào đây à? À đúng rồi, vừa luôn cậu ơi. Đấy, treo mấy cái này lên móc này. Cái nắp này mình sẽ cho lên trên như thế này. Đấy, được một cái kệ trông ra dáng rồi đấy. Ở đây còn có hai tay để đồ nữa. Đấy, chúng mình sẽ để hai bên hông của chiếc kệ này. Gài vào. Đấy, mình gài vào trong đấy. Bên này cũng có hai cái lỗ này. Treo chiếc cưa này vào đây này. Còn bao nhiêu đồ ở dưới mới ở trong túi nữa, cậu bỏ ra hết đi. Trong này là các cái gì vậy nhỉ? Rồi, tôi đổ ở đây nhá. À, đây chính là những cái ốc vít đấy. Tí nữa mình sẽ lắp vào bánh xe. Rồi, rất nhiều ốc vít. Có cả bánh răng cưa này cậu ơi. Cái này có lắp được vào cái xe của tớ không nhỉ? Lắp thêm mấy cái sọt này vào nữa này, cho được nhiều đồ. Công nhận là cái bộ đồ sửa chữa này nó lắm chỗ lắp đồ thật đấy. Wow. Được rồi, có bộ đồ sửa chữa xong rồi. Để tớ bắt đầu tớ thử sửa xem nó thế nào nhá. Phải lộn ngược cái xe này lên này. À, phải lộn ngược như thế à? Duỗi thẳng đầu ra, cho bánh vào vị trí này. Đấy. Đấy, nó phải cố định được như thế này này cậu ơi. Xong sau đó chúng mình sẽ bắt vít vào đúng không? Đây, cái thanh này nó phải đan vào trong cái ốc này. Bây giờ mình sẽ cần một con ốc nữa. Cậu lấy cho tớ một cái ốc đi. Lấy ốc à? Cậu chờ tớ nhá. Ở đây có nhiều ốc lắm. Tớ lấy cho cậu hai loại nhá. Cậu cứ lấy mấy loại ra đây. Sử dụng được loại nào thì lấy. Đây. Được rồi. Bây giờ sẽ nhét một cái vào đây này. Rồi, sau đó sẽ lấy một con ốc để vặn lại. Rồi, bên này nữa. Bên này mình cũng sẽ phải cho vào ốc này vào bên này này. Cũng ổn ổn rồi đấy cậu ơi. Nhưng mà để cho nó chắc thì cậu lấy cho tớ một cái cờ lê ra đây. Cờ lê à? Cờ lê là cái gì ấy nhỉ? Ốc đấy, vít này. Đấy là cái tô vít. Đây là búa này, đây là cưa. À, cái này phải cái cờ lê không cậu ơi? Đúng rồi, cái đấy để xoáy ốc đây, cậu mang ra đây. Đấy, có cái này này, xoáy như này thì nó mới được chặt các cậu ạ. Bên này nữa. Tớ nghĩ là được rồi đấy cậu ơi. Cái bánh xe này nó thẳng rồi đấy. Với cả, nó không bị lỏng lẻo nữa rồi. Thế? Đâu, thế cậu dựng xe lên đi. Để tớ thử đặt thử một vòng, xem đã ok chưa. Đấy, chắc chắn rồi, cậu thử lên đi xem nào. Để tớ thử đặt một vòng xem đã ok chưa nhá. Ai chà, chắc chắn phết đấy các cậu ơi. Here we go. Đấy, tớ đã bảo rồi mà, nó đi được rồi đây này. Đi được rồi các cậu ơi, đi được thật rồi đây này. Wow, thế này thì tớ đi đón em Cam được rồi. Yeah, vậy là nhờ các bạn Nhím và bộ đồ sửa chữa mà tớ đã sửa được cái xe này rồi. Cảm ơn bạn Nhím nhá, tớ đi đón em Cam đây. Bye bye.